anh em chúng tôi đang có mặt tại xã An Thái, thôn An Thái, xã Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình để test dàn cày 4 chảo cho con máy Giang Ma 1820 một cầu. Cây chảo của Hải đang cày trên cánh đồng thôn An Thái, Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Bà con anh em nếu thấy cày ngon thì alo ủng hộ cho Vũ Hải theo số điện thoại là 0982 975 256, hoặc ngoài ra có thể đến trực tiếp địa chỉ là xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Ruộng rất nhiều rạ nằm nhưng mà chảo cắt đứt hết ạ, quá nhiều. Bốn chảo Giang Ma 1802 một cầu kéo đi như không. Đất ở đây hiện tại bây giờ là đất thịt là hơi rặn nên là bà con đang đặt một bao đất tầm 30 cân lên trên để cho cái dàn cày nó khỏi bị trượt khi là vào rơm với rạ, rơm quá nhiều luôn. Ôi, rạ nhiều thế này. Máy 1802 một cầu này bé tí thôi, mà vừa bên cày cũng được ôi ối diện tích rồi đấy. Cây chảo Vũ Hải đang cày trên cánh đồng thôn An Thái, Lô Giang, Đông Hưng, Thái Bình.